Các bác, cửa hàng Minh Audio Hà Đông lại giới thiệu đến các bác một đôi loa. Đôi loa này lần thứ 2 tôi được bán ở cửa hàng này. Lần thứ 2 trong năm nay. Đây là một đôi loa có thiết kế cực đẹp luôn. Tôi đã bán cách đây khoảng gần 1 tháng một đôi hệt như này lên tỉnh Bắc Giang. Đôi này mới có một tuần, hôm nay thì tôi mới mở ra đăng các bác cùng xem. Đôi loa này nó mã là Diatone 501. Rất nặng nha. Nặng tầm 30, hơn 30 cân thì phải, hơn 30, không nhớ rõ. 501, nó là một trong dòng loa cực hay của Diatone. Những cái loại loa mà có cái mid, loa mid như này các bác này, lời hát cực kỳ hay luôn. Nhất là cho những bác nào mới chơi nhạc cụ, các cái tiết tấu của nhạc ra hết luôn. Bát là bát 32, bàng giấy, gân lụa, gân cao su, gân vải. Rốn, quá đẹp luôn. Đấy, bên này vậy. Loa mid to, mid dom, tép dom 501. Loa rất nặng luôn. Nó là một trong đôi loa cực hay mà có cái giá quá ok luôn. Bởi vì cái dòng này nó không bị đẩy giá như của dòng Pioneer. Nó hay hơn rất nhiều những đôi loa Pioneer tầm 20 triệu, 25 triệu các bác nha. Nếu các bác không tin thì cứ đến cửa hàng tôi nghe. Nó có sách mách có chứng luôn. 501, 30 đến 100W, trở kháng là 6 ohm. Đây nó bẩn không lau chùi nhá. Loa trái loa phải bên kia, góc cạnh còn tương đối đẹp luôn. Nói là một đôi loa nó có thiết kế quá đẹp luôn. Nó như một cái hình hộp, hình mặt cắt như một cái hình vuông. Rất sâu, nặng, bề ngang bề sâu, nặng. Loa này nó cao tầm 70cm thì phải, tôi đo lại các bác xem. Đã bán rồi nhưng mà không nhớ rõ đâu. Bề cao là 70, bề ngang là 38, bề sâu là 35. Tôi sẽ mở to mà các bác cùng nghe. Một trong đôi loa cực chất luôn. Và đôi loa tôi bán giá 12,5 triệu đồng các bác nhá. Hình thức còn tương đối đẹp luôn. Đây, quay gần loa bát này. Loa bát, loa mid, tép, hàng bãi nguyên zin 100%, mở to, mở nhạc. Chơi đa thể loại nhạc, đặc trưng của dòng loa này chơi đa thể loại nhạc. Các bác có thể hát karaoke, nghe nhạc vàng, nhạc sàn. Càng nhạc sàn càng hay, vì loa này nó gấu mà. Còn đồ mi loa này cứ có âm đi khỏe, đánh cực phê, càng ra chất của loa. Loa mid của loa này nghe nhạc vàng cực hay luôn, hoặc bất kể thể loại nhạc gì. Một trong những đôi loa mới chơi đa năng các thể loại nhạc, mở giá quá ok luôn, 12,5 triệu. Bát 32, nếu mà các bác động vào loa Pioneer nha, chỉ cần bát 30 cứ xác định tầm 14-15 triệu trở lên. Và tôi đảm bảo các bác nó hay hơn Pioneer rất nhiều, nhưng mà thương hiệu của nó không bằng. Nhưng mà được một cái là đôi loa này có thiết kế cực đẹp, một trong những đôi loa tôi cực thích luôn, cực thích luôn đấy. Cửa hàng tôi thì hay bán hai loại loa, một là Pioneer, hai là Diatone. Như dòng Pioneer thì nó sẽ nghe ở cái mức độ mềm mại hơn, về bass thì nó sẽ đánh không uy lực ở những loa này. You're my heart, you're my soul, I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul, I'll be
Loa này không nhớ nhầm thì là ba mấy kg một thùng. Vâng, xin cảm ơn. Hẹn gặp lại.